Xin chào tất cả anh em cầu thủ nha. Đam mê đam mê câu cá đã quay trở lại với dòng hôm nay. Video cuối tuần cho anh em thứ bảy nha. Thì em đem cho mình một số cần ở đây giá tốt nha. Những dòng carbon cần ISO cỏ này. Bên em hỗ trợ xài cần tây, một số cần ISO VIP nha. Hai da khoen to khoen nhỏ cần ISO biển này. Đó, đây qua Ken Lab này FT. Một số cần lọc giá rẻ nha. Những dòng này FT này, đây có Dia Plus 3 khúc này, Shimano này, cứng CS xanh ngọc này, The Wind Power này. Cần dây trong thì có độ cứng 3, tầm 5H cần tây và một số cần tây như này. Cần Ikeda, một số cần lụa, máy đứng máy ngang này, lụa dây trong như này, đây qua khoen ship lụa mực. Thì bên em đều ship có toàn quốc, những hàng mình kiểm tra thanh toán nha. Mã số 1, một con cần ISO cỏ giá rẻ cho mình đây. Con này thì carbon 4.5 độ cứng 2 ạ, tầm khoảng 4H cần tay như này. Đó, cái bản này thì China xuất Nhật, khoen Pat Fuji. Con này thì nó được hạ ngọn số 1 tí rồi như này, lưu ý nha, 4.5 hiện tại nó còn tầm khoảng 4.3 thôi. Đó, 4.3 thôi, nó hạ ngọn xuống một tí rồi. Thì mấy con này hạ cần tay thì nó cứng như này, tầm 4H này kia nha. Đó, tình trạng có hơi xước dâm tí thôi. Con này mã số 1 nặng 170g, ngọn là 2 ly như này, hiện tại là 2 ly, giá 350 nha, 350.000. Đó, khoe bác Fuji hết, ship code 30.000 một đơn. Mã số 2, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì cũng là 4.5, mà cái thông số nó bị file rồi như này, là 4.5. Và độ cứng cũng tầm khoảng độ cứng 2 luôn, cũng 4H cần tay nha, hạ ngọn cũng tầm khoảng vào 10 phân. Đó, ngọn thì sẽ có 3 khuyên chạy. Con này cũng là ISO cỏ này, đó, dạng ISO rẻ, carbon. Đó, tình trạng thế này. Con này thì cũng tầm khoảng vào 3H thôi, 3-4H nha, cứng 2 tầm 4H rồi. Pat Fuji F7 ạ, mã số 2 nặng 210g, ngọn hiện tại 1.8 ly, còn là giá là 350.000, 350 nha. Bên em hỗ trợ xả cần tay theo yêu cầu nha. Mã số 3 là một con cần ISO, cái con này thì cũng dài 4.5 cho mình luôn này, dài 4.5 như này và độ cứng cũng tầm khoảng độ cứng 2 luôn. Nói chung ba con 4.5 này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 4H hết. Đó, carbon thì cũng là xoắn vân như này. Nói chung mấy con này tình trạng của nó thì nó có sức dăm sớ ngoài thôi. Đó, em để cho mình giá rẻ nha. Con này mã số 3 4.5 luôn và nặng là 230g, ngọn hiện tại 1.7 ly, giá 350 nha này, 350.000. Số 4 ạ, một con ISO khoen nhỏ luôn như này. Con này là ISO khoen nhỏ, con này thì cứng cao. Con này là của dòng mà Shimano Super Carbon, dài 5m4, độ cứng 3. Cứng 3 này thì 5H cần tay, bản Japan nội địa Nhật. Con này thì còn đẹp sáng ok rồi. Ngọn thì sẽ có 3 khuyên chạy nha. Mấy con này hạ cần tay cứng ngắc như này, 3H à 5H thì mình đánh chép trôi đây đều được hết này. Đó, tình trạng sẽ có sức giam sơ thôi. 5m4 độ cứng 3, Shimano ạ, xả tay ngon nha, tay cầm cuốn chỉ hết này. Nặng là 300g, mã số 4, ngọn là 1.5 ly, giá 700.000, 700 nha. Rồi ISO hàng hệ mã số 5 là một con của dòng C luôn, con này thì Shimano bản hàng hệ như này. Con này thì có chế độ zoom ạ, con này thì Shimano này dài 5m4, zoom 6m, cứng là 1.5. Con này chuyên dụng như này, mình câu trap hanh. Tình trạng thì đẹp như này, đây phôi xoắn hai da. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Đó, dàn khoen full xích 1.5 thì trap hanh bóng đục ngon như này. Đó, cảm giác ngọn của mình là ngọn đặc này, trừ cái chỗ tháp vào đó thôi nha. Đó, trừ cái khúc tháp vào đây là ngọn đặc này, còn lại là phôi nó xoắn tít hai da này, từ gốc tới ngọn luôn nha, đẹp lắm. Con này mà xả cần tay thì khỏi cái bàn như này, nó có zoom rất là tiện luôn, nói chung là mình câu được hai chế độ. Đó, phôi xoắn hai da. Rồi 5m4 thì ở đây mình câu ngang đây nha, rút ngang đây, còn muốn câu mà 6m á, zoom này, zoom ra nha. Đó, zoom ra là 6m này, tiện nha, cần còn đẹp lắm. Con này mã số là mã số 5, nặng 230g, ngọn là 10.7 ly, giá là 1.200.000. Đó, 1.2 như này, phôi xoắn này, khoen xích. Số 6 ạ, số 6 thì một con cần ISO hàng hệ của dòng Daiwa. Cái bản này thì bản cứng rồi, đây bản vừa cứng này. Con này là carbon quicker, lead power 4.8 độ cứng 3. Đó, 4.8 độ cứng 3 như này. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích này. Cái con này thì nó cứng như này, nó rơi cho mình tầm khoảng 5H cần tay. Khoen lớn nha, đó, khoen lớn. Cái ngọn con này này là ngọn 1.8 ly, thì nó có cái thằng cần thủ trước như này, nó có xịt đất sơn màu trắng lên cái sơn phản quang á. Tại bên đó thì người ta câu ban đêm, thì cái này thì anh em về mình lau nó sạch hết nha, hoặc lấy ngón tay mình gỡ nó hết này, hay này, đó, gỡ ra hết nha. Ok,
cái ngọn này ngọn zin theo cần, mà nó xịt cái đất sợi màu trắng lên này, thì mình giờ mình lấy một tay mình rửa nó cũng ra hết này. Đó, ra hết như này. Con này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai của mình là carbon xoắn vân, còn mấy lóng còn lại là hai da này. Đó, xoắn hai da này. Con này mình xả tay thì ngon nha, tầm khoảng 5 hát cho mình ạ. Bắt vặn đai qua chính hãng theo cần, 4,8 cân 3 đai qua, nặng là 270g ạ, mã số 2, mã ngọn là 1.8 ly, mã số 6, giá là 1.500.000 nha. Đây, 1.500.000 nha này, khoen xích hết này. Tiếp theo là ISO biển nha này. ISO biển thì ở đây em có một con cần ISO hàng hệ, con này của dòng NFT đó. Con này thì 39 cứng 30 NFT, thiết lập trên đây mình câu dạng có cảm giác này. Con này phôi xoắn hai da, tình trạng rất đẹp, dạng khoen Fuji như này, khoen biển. Đây, phôi của mình là xoắn tích hai da từ gốc tới ngọn nha, có định vị này, ngọn thì sẽ có định vị hết mấy khoen chạy trên này này, có định vị nhám nha, ngọn có ba khoen chạy định vị này, phôi của nó thì khỏi phải bàn cho mình rồi, rất đẹp nha, mới tầm khoảng vào trên 95%, đó có lắp chụp kèm ạ. Chỗ này thì bọc da và pad vặn này, tay cầm được làm nhám như này, cái này thì dính sình đó, chưa có vệ sinh chưa lau nha, lau sạch hết. Nặng là 400g, ngọn 2.4 ly, mã số 7, con này để mình giá là 2.200.000 ạ. Tiếp theo số 8 này, số 8 thì một con cần cũng dạng ISO biển, con này thì đang đánh lục đầu cần vẫn được này, Shimano. Cái con này cái ngọn của mình là ngọn cắm, con này thì nguyên bản của nó là vậy như này, những anh em mình ít cái này cũng ít này, nhưng mà lâu lắm mới về một hai cây thôi, rất là chuộng dòng này của tờ Win Power đó, tờ Win Power phôi xoắn hai da như này. Con này là nó 3.6 1 này, đây 3.6 1 này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào FX tính theo cần lục từ tầm khoảng 20 đến 30 á. Cái ngọn của mình là ngọn zin theo cần nha, ngọn cắm này, đấy ngọn cắm. Cái chỗ này thì cái cần thủ trước nó quấn cái chỉ cho mình cầm mình rút ra rút vào dễ hơn này. Phôi của nó thì nó xoắn hai da từ gốc tới ngọn rồi, đó tiếp như này, xoắn hai da từ gốc tới ngọn. Trên này là khoen Fuji ba chân, còn lại thì phôi của mình là phôi carbon này, xoắn hai da nha, đó, xoắn hai da hết của Shimano. 36 nó cứng tầm khoảng vào 20 tính theo cần lục nha, FX đó, cần ok nha. Con này thì mã số 8, nặng là 350g, ngọn 2.4 ly, con này gửi mức giá là 1.500.000 này, đây 1.500.000, ngọn cắm nha. Đó, cái chỗ làm nhám thì mình rút ra cắm vào nó dễ hơn này, rất là tệ như này. Rồi một con cần ISO điển hàng hệ bạo lực bữa nay qua thì có 3 cây, thì em bán 2 cây, hiện tại nhà chỉ còn 1 cây thôi. Kèn lắp carbon 36 cứng 100 như này, bạn này thì bạn hiếm rồi, những dòng mà thì mình câu biển đánh lục đầu cần dạng ISO đánh đầu cần này. Đó, ngọn to như này, cứng 100, ngọn trên ngọn thì có 3 khuyên chạy rồi, lóng thứ hai thì có 1 khuyên chạy. Kèn lắp nha này, giáp chống đạn nha, giáp chống đạn này, khỏi phải bàn luôn, tình trạng đẹp sáng hết. Đó. Rồi pad của mình là pad vặn nha, Fuji FPS 24 ạ, Daiwa, nặng 428g, ngọn 3.3 ly, mã số 9, con này gửi mức giá là 3.000.000 nha, đây 3.000.000 nha. Số 10 một cần lục cỏ này, đây cần lục cỏ giá rẻ của Olympic, 4.2 cứng tầm khoảng vào FX tầm 27 nha. Con này thì cái pad zin nằm đây thì cần thủ bên Nhật nó câu nó kẹp nách thì nó bỏ lên đây một tí đánh bạc bãi này. Đại cái pad hơi cao bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad theo yêu cầu xuống. Khoen Fuji hết nha. Ngọn rất là to. Ngọn của nó thì nó phủ lớp sơn dạng sơn phản quang. Giống như con này con đây qua 4.8 hồi nãy nha này. Đó đóng semi này. Phôi carbon xoắn vân. Đó, tình trạng thì có xước nha này. Rồi mấy con này thì vẫn hỗ trợ hạ pad theo yêu cầu. 4.2 cứng tầm khoảng 27 như này, Olympic Japan. Đây, lắp đít thử vặn được này. Cân nặng là 480g ạ, à, ngọn hiện tại 3 ly, mã số 10 ạ. À. Con này gửi mức giá là 600. Đây, 600.000 nha. À, rồi em có một số cần lục này FT này, đây em có một cặp này. Anh em mình muốn 20 có 20, muốn 25 có 25 đây. 4.20 này FT dòng bao lớp, cái bảng acid này thì ngon khỏi bàn rồi. Đó, 20 FX nha. Đánh đầu cần gần bờ. Khoen của mình là khoen Fuji, phôi xoắn hai da thì gốc tới ngọn luôn. Con này thì đẹp, tầm khoảng vào 90% hơn nha. Đó, 90% hơn này. Tình trạng ok đó. Rồi bên em hỗ trợ hạ pad thì yêu cầu ạ. Acid 4m cứng 20, nặng là 360g, ngọn là 2 ly, mã số 11. Để bên em mức giá là 1.800.000 này. Đây, 1.800.000 nha. Rồi tiếp theo thì một con cần lục này FT, con này cứng hơn một tí ạ. 4m cứng 25,
bao lớp dòng axit cho em, NFT EXT nha, cũng là nội địa Japan. Thì con này thì phôi rất dày hơn, nhưng độ cứng càng cao thì cái phôi càng dày, lóng càng dày hơn, ngọn to hơn, ngọn phôi cũng xoắn hai da, và số lượng thì cũng là 4 lóng như này, cũng là 4 lóng như này, kèm Fuji hết nha, hỗ trợ hạ phá theo yêu cầu. Rồi con này 4 mét cứng là 25, và mã số 12, nặng 412 gram, ngọn 2.4 ly, giá là 1.900.000 nha, 1.900.000. Con 21.800.000. NFT dòng Dia Plus. Ở đây thì em có một con hàng hệ đây nha, phôi kim cương này. Cái con này thì nó dài là 4 mét nha. Cái con này là 4 mét cứng 30. 30 thì con này cứng tầm khoảng B này, cứng B với cứng rút nha. Cái bản này thì là khoen phu xích nồng sống này. Nó khoen phu xích nồng sống, phôi xoắn hai da. Cái dòng Dia Plus này thì phôi kim cương anh em biết rồi, cực kỳ ngon nha. Cái con này thì pad tháo sẵn nha. Đó, pad bên Nhật người ta tháo sẵn ra cho mình, nhưng mà hàng về thì chưa có gắn vào, thì đường nào cũng gắn, thì anh em muốn gắn bao nhiêu bên em hỗ trợ gắn theo yêu cầu nha. Đó, Dia Plus có định vị đầy đủ hết này, các bạn thì khỏi phải bàn rồi, ngon. Đó, con này đánh tầm khoảng 5-6 mét đô lại vừa này, đánh bạc bảy. Rồi con này thì mã số 13, nặng là 500 gram, ngọn 3.4 ly, con này gửi mức giá là 4.200.000 nha. Đó, rồi một số cần lục tiếp theo thì của C này. C thì đây em có một con cần của dòng Subcat 4m05 cứng EXT. Tình trạng con này đẹp lắm nha, Japan nội địa này, phát còn nguyên này. Con này thì khoen các bạn là khoen Fuji xứ xám, phôi của nó là xoắn hai da. Đó, ngọn sẽ có hai khuyên chạy định vị này, đầy đủ như này, số lượng đi kèm là 4 lóng nha. Tình trạng thì đẹp khỏi bàn rồi. Đó, khoen các bạn là khoen Fuji xứ xám, bên em hỗ trợ hạ phát đây, Subcat 405 EXT. Con này cân nặng được là 360 gram, ngọn 2.4 ly, mã số 14. Con này gửi mức giá là 2.000.000 như này. Đây, giá 2.000.000 nha. Rồi một con cần lục tiếp theo là của dòng Shimano, con này bản hàng hệ nha. Có dòng xuất leader dòng xanh ngọc này. 4m25 và cứng là CST, Indo xuất Nhật, có mã code tem đầy đủ này. Con này thì pad Fuji NS6 đời cao. Khoen cái mặt là khoen xích như này, đẹp khoen trắng. Đó, nắp cũng kèm nha. Đẹp khoen trắng. Phôi của nó cũng phôi xoắn hai da và có định vị đầy đủ luôn. Đó, với cái dòng định vị hết. Đẹp nha. Đấy, đẹp sáng ok hết. Hầu như không có xước gì lắm như này. Rồi 425 CST bản xanh ngọc. Con này thì mã số là 15, nặng là 410 gram, ngọn 2.5 ly. Con này gửi mức giá là 4.200.000. 4.200.000 nha. Rồi một con cường lực của đây. Anh em có về một con cường lực của dòng là Twin Power này. Shimano Twin Power 3 khúc. Con này 4m25 cứng CS. Cái bản 4m25 này thì anh em biết rồi, nó ít hơn là cái dòng 405 nha. Cái con này thì giống như con này FT cho mình á. Nó pad nó tháo ra sẵn này, chưa gắn vào như này. Đó, pad con này là pad titanium F7. Khoen cái mình là khoen full sheet 3 chân. Đó. Con này cái ngọn lớn như này. Con này nó cứng tầm khoảng cứng B này, cứng B đối với cứng rút nha. Em thấy con này nó cứng tầm khoảng B với những dòng khác cho mình luôn á. Đó, cứng rất là cứng nha. CS30 rất là cứng. Con này thì cái cần thủ bên Nhật thì nó đã cuốn chỉ lại cho mình, nó hơi xấu này. Con này thì đã được làm lại cái đường chỉ keo, đường chỉ này của khoen, và pad thì còn nguyên đây. Đó, chưa có hại này. Cái dòng này thì phôi xoắn hai da khỏi bàn rồi. Đó, từ Win Power nha. Thì bên em hỗ trợ gắn pad theo yêu cầu. Cái bản này rất là cứng. Ngọn con này là 3.2 ly, cân nặng là 450 gram, mã số 16. Con này gửi mức giá như này, 4.800.000 nha. Đây, sẽ cho mình giá là 4.800.000. Đó, đến bạc bãi đến lục như này, tầm 5-6 mét đô lại này. Rồi dây trong thì ở đây em có cho mình là hai con cần dây trong hàng hệ như này của dòng Daiwa. Ở cái con Daiwa này là của dòng Daiwa Regen này. Cái con này thì nó sẽ có một cái bao vải như này. Con này đẹp lắm, con này thì nó về nó có một cái bao vải zin theo cần Daiwa này. Một cái dây luồng này, đó một cái dây luồng nha. Và một cái nắp chụp. Đó, con này đầy đủ luôn nha này. Đầy đủ của Daiwa luôn này. Đó, nắp chụp Daiwa luôn. Con này dài 4m5 và độ cứng 3. Còn đại bản Việt Nam xuất Nhật. Đó, tình trạng đẹp lắm nha. Tầm khoảng 95%. Đây, cái đầu bu con này thì mình tháo ra vệ sinh được này. Đó, ngọn lớn như này. Cứng 3 này thì tầm khoảng 5H cần tay. Cho nên mình dễ hình dung hơn. Đó, 5H cần tay nha. Tổng thể cái này. Rồi con này thì nó có một cái zoom ở đây. Đó, nó zoom sát cái gốc cho mình này. Rồi 4m5 độ cứng 3. Cân nặng được là 310 gram. Ngọn 3.5 ly. Mã số 17. Giá 850 nha.
đây 850.000. Việt Nam xuất Nhật. Vậy trong tiếp theo đây thì em có một con cừng của dòng Daiwa. Đây, Daiwa như này. Con này thì dài 5m2, độ cứng 3. Con này thì bạn con này sản xuất tại Nhật như này, Made in Japan. Cũng cứng tầm khoảng 5H tính theo cần tay. Và ngọn thì cũng lớn nhá. Ngọn con này thì nó gần 3 ly cho mình ạ. Đó, cứng 5H cần tay này. Tình trạng thì nó sẽ có sức dăm sớ ngoài như này. Cho mấy con này iso cho trong này á, có zoom hết này. Nó zoom khúc này. Nó sẽ có sức dăm sớ. Rồi pad của mình là pad vặn này, Daiwa chính hãng theo cần. Mã số 18, cân nặng là 330g, ngọn là 3 ly, con này giá 800. Đây, 800.000 nha. Rồi một số cần tay thì anh em có một con cần ISO hạ cần tay cho mình nha. Con này thì của dòng là Shimano, carbon NFT này, carbon boron, 5m4 độ cứng 1, tầm khoảng 3H cần tay. Cái phôi con này là phôi xoắn nha, xoắn caro toàn thân và được quấn chỉ phụ keo hết này. Hiện tại con này tầm khoảng 3H cho mình thôi. Cho nên mình vẫy rô, vẫy giết như này. Đó, phôi này. Phôi carbon như này, xoắn này. Đó, phôi xoắn hết nha. Carbon boron thì hàng hệ, hàng xịn rồi. Đó, khỏi phải bàn nha. Cái phôi của nó là dạng xoắn caro. Cực kỳ đẹp luôn. Quấn chỉ phụ keo hết rồi. Đó, 5m4 như này. Cứng 1-3H. Carbon boron. Cân nặng 200g, ngọn 1.3 ly, mã số 19. Con gửi mức giá là 500.000. 500 nha. Mã số 20 là một con cần cho nên mình đánh chép trôi này, cần tay 6m3 carbon như này. Đó, carbon rod nha. Và con này thì nó cứng tầm khoảng 4H, cần nó thẳng thấp nha. 4H cần nó thẳng thấp. Và con này cái đầu bu là 360 độ chống xoắn và ngọn rất là lớn nha. Con này vượt cứng nha, tầm khoảng 4-5H cho mình. Tình trạng cần thì carbon xoắn vân, sẽ có sức dăm sớ ở ngoài. Cho mấy con này chép trôi ok như này. 6m3 như này. Bản vượt cứng nha. Còn đây bạn vượt cứng ạ. Rồi cân nặng của cần này thì là 340g, mã là 20, ngọn 2 ly, giá 600. Đây 600.000 nha. 21 thì em có một con, con này là con cần Ikeda này. Đó, cần Ikeda cho mình câu bè nha. Con này là cần cắm này, em sẽ lấy cho mình coi. Cái ngọn con này là ngọn đặc nha. Cái ngọn con này là ngọn đặc và dài là 1m8. Và gốc con này là gốc bằng trúc nha. Gốc bằng trúc thể thế này, vách 8 nha, gỗ bằng trúc này, trúc thực như này, bát Fuji, đó, khoen dạ quang và độ cơ dài 1m8, Ikeda thì nó rất là mềm và dẻo rồi, nó rất là mềm và dẻo nha, này tổng thể thế này, mềm và dẻo như này, đây mình câu bè, câu cá nâu, câu cá rìa. Rồi con này thì mã số là mã số 21, nặng 97g, ngọn 0.5 ly, để cho mình giá là 350 nha, 350.000, 350 ạ. Rồi tiếp theo có một số cần lưu một khúc như này, khúc cho mình này, câu bè, câu cảm giác nha. Mã số 22 là một con cần một khúc máy đứng, con này thì anh em mình câu bè lưu suối thôi. Dài 4.9 là 1m47 ạ. Đó, tay cầm của mình thì nó bằng cán bần nha, cán bần. Con này thì nó tầm khoảng UL thôi, cho nó rất là mềm. Đó, quen loại xứ xít này. Con này thì lưu bè mình câu suối thôi nha. Đó, tầm khoảng UL nha, UL tức là cần lưu. Và rất là nhẹ luôn, nó nặng chỉ có là 47g. Ngọn 1.8 ly, mã số 22, giá 600 nha, 600.000 ạ. Rồi một con cần lưu một khúc thì con này nó cứng hơn. Con này thì của dòng Daiko, thì được hạ ngọn xuống như này. Con này thì hiện tại chuẩn xác cho mình á, là nó dài là 1m55, khoe Fuji xứ xám. Đó, nó thay cho mình cái đầu bu xích chống xoắn rồi, và ngọn hiện tại là 2.4 ly. Cái độ cứng con này thì 1m55, cứng tầm khoảng vào M như này. Đó, cứng tầm khoảng M, hiện tại là một khúc nha, tay cầm là cũng là cắn bần. Bát vặn Fuji, khoen Fuji luôn. Mã số là mã số 23, nặng là 90g, ngọn 2.4 ly, giá 600.000. Đây, 600 nha. Một khúc luôn ạ. Rồi một khúc máy ngang thì em có một con cần hàng hệ. Con này thì của dòng Masograph này. Đây, Masograph này. Con này thì máy ngang một khúc 66 là 1m98 cứng M. Tải mồi 21g, tải cá tầm khoảng 8kg này. Đó, con này bạn China xuất Nhật. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán mút, phát là bất vặn này, Masograph này. Đó. Dạng khoen các bạn là dạng khoen phu xích nha, ba chân. Đó, khoen phu xích ba chân này. Tổng thể thế này. Con này thì anh em mình lưu nhớ thật, mình lưu nhớ hơi đều được nha. Đó, một khúc như này, một khúc thì di chuyển bất tiện nhưng mà bù lại thì mình câu rất là ngon. Con này thì cân nặng là 110g, ngọn là 1.4 ly, mã số 23, giá là 1.300.000. Đây 1.3 này. Rồi một số cần lua tiếp theo thì em có một con cần lua dây trong.
Đây lùi trong có dòng Ken Grab này. Đó, Ken Grab. Cái độ dài con này là 5.8, là 1m74 cứng L, tải mồi tầm khoảng vào 12g. Core xuất Nhật này, có tem vàng. Tải cá thì tầm khoảng vào 5kg. Đó, con này là cần lùi dây trong nha anh em, của Ken Grab. Tay cầm cán bút carbon bát vặn này. Khoen các mình là khoen loại xích cho mình luôn. Đó, cứng tầm khoảng L thôi. Lùa như này, lùi dây trong. Nặng là 145g, ngọn 2.6 ly, mã số 25. Con này gửi mình giá là 600 ạ. Rồi tiếp theo thì một con cần lưu, con lưu suối này. Tại lưu suối con này bạn hàng hệ của dòng Daiwa này. Con này Daiwa dòng mà Neo Vista. Đó, full xích như này. Cái độ dài con này là 6 feet 1.8 cứng L, tải mồi 10g, tải cá tầm khoảng 8 lời bao, China xuất Nhật, có mã có tem vàng. Con này thì full khoen full xích hết. Con này thì hàng hệ như này. L thì anh em mình lưu suối, lưu cảm giác câu bè này. Đó, câu bè câu mực được nha, tay cầm bằng cán bừng. Bắt bạn Daiwa chính hãng theo cần. Con này còn đẹp lắm. Đó, khoen xích hết. Cân nặng của cần là 95g ạ, ngọn 1.5 ly, mã số 26. Con này gửi mức giá là 1.3 nha anh em. 1.300.000. Lugan thì đây sẽ có một con cần 3 khúc nha anh em. Tại con cần 3 khúc cho nên mình lùi nhé thật này, của dòng Simat carbon xoắn. Độ dài là 3m nha anh em, 3 khúc 3m, tải mồi là 56g 2OZ, tải cá tầm khoảng vào 9kg nha. Phôi xoắn hay da. Dàn khoen Fuji 3 chân. Đây 3 chân xứ xám hết này. À, ba chân xứ xám này, phôi thì nước sơn màu trắng xanh, tay cầm cán bút bát vặn Fuji, đó, ba khúc ạ, lưu gần nha, nhái thật đều được. Nặng là 240g ạ, ngọn 2.4 ly, mã số 27, gãy mới giá là 1.000.000 nha, đây 1.000.000 cho mình ạ. Cuối cùng là một con cần lưu mực này, lưu mực bắt tuột này, con này thì anh em mình câu bộ lực nha, con này thì cần mới tinh, chưa sử dụng qua như này, đó, của dòng Ebu. Con này là của dòng Abu này, Abu Garcia X-Cross nha. 6 feet 9 là 2m04. NMH nha này. NMH. Con này thì cần chưa sử dụng qua nha. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải này và một cái hộp kèm zin đeo cần. Đó, bộ lực nha. Mới tinh này. Abu Garcia, con này thì China xuất thị trường Nhật nha này và thị trường châu Âu. Abu này của châu Âu anh em biết rồi. Con này thì cứng lắm, cứng cáp cực kỳ luôn. Máy ngang con này thì thông số này rig từ 10 đến 180g, line là 60 lờ bao nha anh em, tầm khoảng cá tầm khoảng 30kg, còn PE hỗ trợ trừ số 2 đến số 8 này. Đó, con này cho anh em mình câu mực nha, bật tuột á. Takushi Fuel Top 6, con này thì mới tinh 100% nha anh em. Rồi thông số này, dài chuẩn xác là 2m06, nặng là 158g, ngọn 1.9 ly, gốc 13.1mm, thu gọn 106cm nha. Cứng thì NMH rồi, tải mồi 180g. Rồi con này thì gửi em mức giá là 2.000.000 nha anh em. 2.000.000 nha, mới tinh nha. Còn bao vải kèm ạ. Rồi, anh em mình có ưng mẫu nào thì inbox qua Zalo nha, em hỗ trợ chụp hình thường mẫu cần gửi đến mình tham khảo kỹ hơn. Chúc em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá sức khỏe nha. Và có xem video cho đăng ký và thông báo. Bên em thì hàng hóa cập nhật liên tục ạ. Rồi chúc em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá sức khỏe nha. Hẹn gặp lại lần sau ạ.